Xin chào tất cả mọi người, xin chào các anh chị, các bác, các chú. Hôm nay em quay video giới thiệu đến mọi người một cây địa lan. Đó chính là cây kim điểu phi thiên. Cây này là một trong những cây rất là ít và rất ít có xuất hiện trên thị trường. Bởi vì cái địa lan này nuôi lan rừng mà, và nhân giống nó cũng rất là khó. Nuôi bảo tồn là chủ yếu thôi, chứ còn làm thương mại thì cây này nó rất là ít và gần như không được nhiều người đánh giá. Bởi giá trị của nó rất cao nhưng mà không phải ai cũng có thể hiểu và nhận biết được những cái cây địa lan này. Địa lan này rất khó. Thì hôm nay em giới thiệu mọi người đến cây kim điểu phi thiên. Cái này thì là do em đấu giá vào từ năm triển lãm hội Hoa Lan Hà Nội năm 2017. Thì hiện tại năm nay là năm 2020. Thì hồi đó đấu giá là được 3 thân, nhưng đến bây giờ là mới chỉ có 5 thân thôi, từ năm 2017 đến bây giờ. Đấy, thì cái này nó, địa lan thì nó là một cây rất là khó và sưu tầm nó rất là lâu. Chứ nó không như là những cái cây phi điệp hay những cái gì. Những cái cây này thì mới gọi là những cây trồng bảo tồn, những cây địa lan quý, những cây địa lan đột biến. Thì em xin giới thiệu một chút về thân lá của cái cây này. Đấy, thì thân lá ở đây em sẽ quay đến cái nụ của nó, nhỏ của nó. Đấy. Thì thân mầm của nó thì là theo tất cả những cái cây địa lan đột biến thì là thân mầm của nó luôn luôn là xanh sạch. Đấy. Còn cây kim điểu phi thiên này thì mầm nó cũng xanh sạch, mầm hoa nó cũng vậy, nó là xanh sạch. Đấy. Thân mầm thì luôn luôn xanh sạch. Còn em sẽ nói về dáng củ của nó và dáng lá. Đây. Thì dáng củ của nó ở dưới đây mọi người nhìn ạ. Đấy, thì cái củ khá là dài và tròn, nhỏ, củ dài. Nhưng đến khi mà mình nuôi đây, cái cây mà đang có hoa hiện tại này, thì anh chị thấy là cái củ nó cũng rất là cao đấy, đúng không ạ? Nó từ đây đến tận gốc đây cơ. Đấy, nó cũng phải cao khoảng từ 4-5cm. Cái này nó dòng củ dài đây, củ bên cạnh này nó cũng thế này. Đấy, anh chị nhìn thì thấy đúng không ạ? Đấy, cái củ bên cạnh này, nó rất là dài và tròn, nhỏ. Đấy. Củ rất nhỏ và dài. Thì cây này thì củ nó cao khoảng từ 4-5cm và to khoảng từ 1.5-3cm. Đấy là tùy phụ thuộc vào người nuôi. Cây này thì nó cũng không là dạng nhiều lá. Nó không có nhiều lá lắm. Lá của nó là dạng giống cây, hơi giống cây vũ. Đấy. Lá khá là huyền diệp. Đấy. Đây đấu giá. Đấy. Đây mọi người thấy không ạ? Đấy, dáng lá của nó cong, rất là cong, rất là dài. Đấy, cây này là cái địa lan rừng đột biến. Lá của cây này thì nó cũng nhỏ thôi. Lá của nó dài khoảng từ 40-70cm và to chỉ từ 1.5-2.5cm thôi. Có thể là những cái lá sẽ được 3cm nhưng rất ít, như cái lá này chỉ 2.5-2.7 thôi. Đấy, cùng lắm là 3cm thôi. Thì có nghĩa là những cái lá mà củ này rất to, 4 lá này. Còn những cái củ ngày trước của em nuôi chỉ 3 lá thôi. Địa lan rừng nuôi nó cũng rất là khó khăn để bảo tồn nó. Đấy, chứ nó không đơn giản như là những cái cây khác. Lá nhỏ và cái cây này thì lá cong rất là đẹp. Cái dáng lá của nó thì cái độ em sẽ nói về cái độ mở lá. Độ mở lá này, cái này nó không mở, nó không mở nhiều. Thì thấy không ạ? Nếu mà để mà so với những cái cây khác thì độ mở lá của nó là không mở nhiều. Đây này. Độ mở lá của nó thì nó dựng. Lá nó rất là dựng. Đây này. Hai cái lá hai bên, cái này củ này chỉ có 3 lá thôi. Lá này thì bị ngã ra này. Củ này chỉ có 3 lá, hai lá này nó rất là dựng, chứ nó không mở ra. Và nó khá là khép ở cái miệng này. Miệng này nó không mở nhiều. Nó mở khá nhỏ. Đấy. Đây thì em xem cho mọi người xem lá giữa này. Đây này. Nó nhỏ, nó phải tầm độ 13-15. Tầm 13 cm đến đây cơ mà nó mới bắt đầu mở to ra. Nhưng mở to thì cái lá này nó không to nên nó cũng chẳng mở mấy. Đấy, lá rất nhỏ. Và để cái địa lan này nuôi giữ được cái thân lá rất là vất vả, kỳ công. Đấy, thì đây là cái cây địa lan. À, kim điểu phi thiên. Cái dáng lá của nó thì khó nhận ra đấy. Nhìn chung nó cũng không có một cái yếu tố chung nào để có thể nhận ra một cách dễ dàng. Đại loại là mặt lá của nó rất là xanh.
và nó vẫn có gân guốc như những cái cây khác vậy. Đây là cái dáng lá của nó, rất khó là diễn tả cho anh chị là nó như nào, chỉ nói là dáng lá nó như này thôi. Đây là dáng lá của cây kim điểu phi thiên, địa lan rừng kim điểu phi thiên. Đấy, hoa của cây này, em nói về hoa của cây này thôi, cái thân lá này nói nhiều nó khó, mọi người có thể chưa hiểu được thân lá của nó, phải chơi về cảm nhận thôi. Hoa của nó như này thì gọi là mất cần, đúng ra nó sẽ có một bông ở đây nữa thì nó sẽ đỡ mất cần hơn, một hoặc hai bông nữa, hai bông nữa thì nó xuống đây thì sẽ rất là đẹp. Đấy, bởi vì cây này lá nó xòe mà, anh chị thấy không ạ? Nếu như mà có thêm một bông hoa ở đây nữa thì nhìn nó cân đối và đẹp hơn, đúng không ạ? Hoặc có thêm một bông ở một bông ngón tay cái và một bông ngón tay út này thì sẽ rất là đẹp, nó không bị mất cần, đúng không ạ? Một bông ở đây, một bông ở trên này thì sẽ không bị mất cần. Nhưng cây này là nó bị hơi bị mất cần, mất khoảng hai bông, gọi sâu xa thì hai bông, không thực ra thì một bông thì nó cũng là rất là đẹp rồi. Có thêm một bông hoa ở dưới chỗ này nữa thì nó sẽ không bị mất cần thì nó càng đẹp nữa, đúng không ạ? Thì cây này hơi bị mất cần. Đấy. Còn hương thơm thì những cái cây địa lan rừng này thì chúng ta không nên nói hương thơm, bởi hương thơm nó quá là quyến rũ rồi và rất là đặc trưng của địa lan, mà không thể có cái hương nào mà em có thể ví nó như hương gì được cả. Thì đây là cây kim điểu phi thiên, cái này là hoa xanh vàng, ở trong nó hơi ánh đồng, ở trong cánh của nó ở trong này. Đấy, trong phần đuôi này hơi ánh đồng, hơi ánh gọi là màu đồng ấy. Đấy, lưỡi vàng tuyền, đây là cái bộ phận hoa của nó. Cái này thì cánh rất là bay, vai gần ngang, đây là vai hoa của nó, đây là vai hoa gần ngang, và nó là bông đầu tiên như vậy thôi, còn từ bông thứ hai thứ ba là nó cứ bay này. Đấy, bông thứ ba nó bay kìa chị ạ. Đấy, bông thứ tư nó cũng bay, nhưng bông thứ hai, bắt đầu từ bông thứ hai lên là nó sẽ vai ngang ra, gần như gọi là vai ngang ấy. Đấy, anh chị thấy không ạ? Vai gần như ngang tóc, đúng không? Vai hoa gần như ngang tóc. Hai đài trong của nó hơi mở. Nhưng năm nay do địa kém nên là nó cũng không được đẹp lắm. Vai như này gọi là gần ngang tóc nhưng cũng gọi là vai ngang rồi. Nhưng bởi vì bông trước của nó vai chưa ngang, bông dưới đấy. Cái này thì chia hoa hơi lộn xộn, chưa được thực sự là đẹp, và cái độ quấn cần của cây này nó cao hơn. Đấy, bông đầu tiên là quấn cần, nó ôm cần, có nghĩa là nó gọi là thăng hoa đấy. Anh chị nhìn đằng sau này. Đấy, khi mà một cây này nó ngóc lên trên này, xong nó mới ôm và cần này, xong nó ra hoa. Đấy, đây này, đây gọi là quấn cần. Một số cái cây mà nó sẽ, cây này nó đạt thì nó quấn cần nó đẹp hơn rất nhiều. Những cây này thì do năm nay là thời tiết khí hậu của năm 2020 là chưa được đạt, hoa của nó cũng bị díu và nó hơi xấu. Nhưng đây cũng là một cái tư liệu để sang năm chúng ta có thể quay trở lại. Anh chị phân nụ là nó còn chưa phân hết. Đấy, và khi có 8 bông như thế này thì không nói lên điều gì. 8 bông cái này thì không phải đánh giá, bởi vì 8 bông anh chị nhìn thấy là cái bông đầu tiên của nó là một kiểu nhá, bông thứ hai một kiểu, bông thứ ba thứ tư lại một kiểu. Đấy, thế nên là không thể đánh giá được. Dưới 10 bông là rất khó đánh giá. Ví dụ như đánh giá dễ thì có thể là như mấy cây mà nó quá nhiều và nó nở nhiều lần ấy. Đấy, nhưng còn những cái cây có ít này, như cây kim điểu phi thiên này thì nó có cũng lâu rồi đấy, nhưng mà chẳng qua là nuôi nó khó. Như cây này anh chị thấy là em đấu giá từ năm 2017 đến năm nay 2020, mà sau có nghĩa là 3 năm thì cái cây này từ 3 thân mà bây giờ mới được thành 5 thân, và bây giờ mới nở hoa lần đầu tiên, mua 3 năm nó mới nở hoa. Chứ để có nghĩa là cái cây địa lan nó rất là chăm sóc, nó khá là mệt, nó không đơn giản mà để cứ chăm là có hoa như là những cây khác. Thế nên là cái cây địa lan người ta ví, các cụ ví như là vua chê lan, quan chê trà là như vậy. Là những cây địa lan này nó rất là, nói chung nói về hoa, về bông, rồi về hương thơm, màu sắc, thân lá thì đây nó đúng là một tinh hoa và đỉnh cao. Không, trong tất cả các dòng lan thì em đánh giá địa lan nó rất là đỉnh cao. Và chúng ta khi mà chúng ta nuôi để bảo tồn nó, nuôi để nó sống và để chăm sóc để cho nó nở được một bông hoa đẹp không hề đơn giản. Thế nên là địa lan nó là một thứ đáng trân quý, và em vẫn đánh giá nó là cao nhất trong các loại địa lan, trong các loại hoa lan, kể cả từ lan, những cây lan đột biến em cũng có rất nhiều, nhưng để nói là tinh túy nhất thì em vẫn thấy nó là địa lan. Hương sắc địa lan thì cái này gọi là xuân lan anh chị nhá, thì nó tinh túy nhất.
các cụ chơi là từ anh chị thấy em cũng nói đấy, là cái độ mất cần này của nó này, có nghĩa là nó bị hở một khoảng không này thì nó không đẹp. Nếu như có thêm bông này thì nó đỡ mất cần hơn. Nếu nó có hai bông thì nó cực đẹp. Đấy. Thì có nghĩa là các cụ đánh giá một cái cây, có nghĩa là không phải là cái việc đó chính là cây đó nó tên là gì, giá bao tiền, mà nó phải đẹp đến đâu. Đấy, cây này như cây này mất cần này, nó không mất cần thì giá trị nó sẽ cao hơn rất nhiều. Đấy, những cây này nó hơi mất cần, anh chị như tổng thể bộ lá ấy, lá hoa như này, đấy. Thì có nghĩa là chúng ta là cảm thấy là nó hơi bị khuyết mất một cái bông chỗ này, đúng không ạ? Nếu như có một hai bông nữa thì nó cực đẹp. Thì khi đó người ta gọi là không bị mất cần. Đấy. Xong còn cái tay hoa nó ôm bông hoa. Đấy, nó khi mà nó ngước lên này gọi là thăng hoa. Như những cái cây mà tứ thời hay là bạch ngọc các thứ ấy, thì nó không được như này. Đấy, chứ nó chỉ ra như cái bông ở trên này thôi. Đấy, như cái bông ở trên này là nó cũng xoắn đấy. Có cái tay hoa là nó cũng vặn rồi. Nhưng mà nó chưa được ôm cần, bởi vì năm nay do thời tiết khí hậu. Thế nên trăm địa lan nó là một cái rất là cầu kỳ và là cần nhiều sự phải đam mê và để cho chúng ta có thể chăm sóc được một cái cây và để cho nó nở hoa đẹp thì là một điều khá là khó. Thì anh chị có thể tham khảo thêm một số cái cách chăm, cách trồng hay những loại khác ở trên cái kênh YouTube hoặc là trên website, em ghi rất là rõ ràng và đầy đủ. Mong anh chị tham khảo thêm. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ em trong thời gian vừa qua. Hy vọng sẽ quay trở lại vào những cây lan đẹp và giá trị nhiều hơn nữa, để chúng ta có thể biết và sưu tầm được nhiều giống địa lan, hoa lan đẹp. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào.